Một báo cáo mới từ Google tiết lộ xu hướng du lịch đường sắt là trào lưu đang được tìm kiếm và phổ biến nhất trong hè này. Ngành này đã chứng kiến mức tăng 35% từ năm 2023 đến năm 2024. Lý do tăng trưởng được đưa ra là một số du khách quan tâm tới việc bảo vệ môi trường sẽ ưu tiên đi du lịch bằng tàu hỏa thay vì tự lái xe hoặc đi máy bay. Thay vì đến sân bay sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, phải đối mặt với đám đông và những rắc rối khi bay, du khách có thể thư giãn trên một chiếc ghế hoặc chiếc giường rộng rãi và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thông qua khung cửa sổ trên tàu. Ngoài ra, tàu hỏa cũng thường đi thẳng từ trung tâm thành phố này tới trung tâm thành phố khác, trong khi các sân bay thường cách trung tâm 1-2 giờ lái xe. Mặc dù đi tàu có thể mất nhiều thời gian hơn đi máy bay, bạn vẫn có thể lựa chọn hình thức này vì sẽ không phải lo lắng về việc đến sân bay trước và chờ đợi vài giờ đồng hồ.